Xin chào anh em, và đây là một bức tường và đây là một lọ sơn. Thì rất nhiều anh em hỏi mình là bờ tường ấy thì là sơn màu trắng hay là màu ghi xám hay là màu gì thì để cho nó có chúng ta có thể chiếu cái máy chiếu lên đẹp nhất và phù hợp nhất. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ thực hành luôn cho anh em nhé. Mình sẽ chia cái bức tường này thành 3 cái khoang. Một khoang là mình để nguyên màu trắng ở gốc của tường, một khoang là mình sẽ sơn màu ghi xám nhạt, và một khoang là mình sẽ sơn màu ghi xám đậm. Nó sẽ là 3 màu trắng, ghi xám nhạt và ghi xám đậm. Sau khi sơn xong thì mình sẽ chiếu cái máy chiếu lên 3 cái khoang này và chúng ta hãy cùng xem là cái màu nào nó sẽ phù hợp với lại cái máy chiếu để nó lên được hình ảnh, và mình sẽ cho anh em cái đánh giá thực tế nhé. Cái gì cũng vậy, phải người thật, việc thật, đúng theo tiêu chí của kênh là mắt thấy tai nghe, và bây giờ là còn tay phải làm nữa anh em nhé. Đấy, thì để cho chúng ta xem được cái chất lượng nào là ok nhất. Vâng ạ, và bây giờ thì cái bức tường của mình nó đã khô rồi và nó đã chia rõ thành 3 màu. Màu xám đậm này, màu xám nhạt này, đây là, và màu trắng. Và bây giờ mình sẽ xem hình ảnh khi máy chiếu chiếu vào như nào nhé. Ở đây đầu tiên là mình sẽ dùng một con là con 900 ANSI. Con này là con X-View XCD4. Thì mình sẽ chỉ dùng các máy trong khoảng từ 800 ANSI trở lên thôi nhé. Còn những cái máy dưới 800 ANSI tầm khoảng 200-300 ANSI hoặc là kể cả 500-600 thì mình khuyên anh em với những cái máy độ sáng thấp đấy thì anh em chỉ nên dùng tường trắng thôi. Tại vì là những cái tường xám như này thì nó sẽ hút bớt cái ánh sáng đi đấy. Nên là nó sẽ hợp với lại những con từ tầm 800 ANSI trở lên thôi. Ở đây thì đầu tiên là mình sẽ dùng con này là con 900 ANSI, sau đấy thì mình sẽ dùng thêm một con nữa là con 2000 ANSI. Đó, để trải nghiệm. Ok. Đây, mình sẽ test một cái hình ảnh như này. Tại sao mình lại test hình ảnh này? Anh em để ý nhá. Bởi vì cái hình ảnh này nó sẽ thể hiện được hai phần. Phần bên trên, phần trời ấy, phần trời bên trên thì nó là phần vùng sáng, là vùng highlight. Phần cây cỏ bên dưới là phần vùng tối, là vùng shadow. Vùng tối và vùng sáng, bất kỳ một cái video hay cái hình ảnh nào nó sẽ có hai phần sáng và tối để cho nó nổi bật cái độ tương phản, cái chủ thể lên. Rồi, và chúng ta cùng quan sát nhé. Hiện tại thì cửa đang mở rất là sáng, phòng này đang ánh sáng tự nhiên ban ngày. Và khi mà để sáng như này thì chúng ta có thể quan sát được, đây là ba cái mảng này nó sẽ cho ra ba cái khung màu khác nhau. Anh em để ý cái phần mây trời ở như ba cái này thì cái thằng tường trắng này thì nó sẽ bị mất cái phần highlight nhiều nhất. Cái phần vùng sáng, vùng mây trời khi mà có ánh sáng môi trường xung quanh, ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng điện thì cái phần highlight của tường trắng nó sẽ bị mất đi nhiều nhất. Còn cái phần tường xám nhạt thì nó giữ được nhiều cái chi tiết mây. Đấy, giữ được nhiều cái chi tiết mây, anh em có thấy đó. Còn cái phần tường xám đậm thì nó bị hút nhiều ánh sáng quá, nó cũng sẽ bị mất nhiều chi tiết đi quá. Thành ra chỉ là cái phần thằng ở giữa là cái thằng giữ được nhiều chi tiết nhất. Còn chúng ta sang phần vùng tối, vùng shadow. Vùng shadow ở đây thì khi mà mở đèn thì chúng ta có thể thấy là cái phần xám đậm này thì nó bị mất chi tiết nhiều nhất. Phần shadow bên dưới, phần cây cỏ bên dưới là tối mịt luôn, gần như là rất khó thấy. Phần ở giữa và phần ở ngoài này thì chúng ta sẽ thấy được nhiều hơn. Những cái phần shadow sẽ thấy được nhiều hơn. Và khi mà trong cái môi trường sáng như thế này thì hai thằng này thì nó sẽ giữ được nhiều cái chi tiết vùng tối hơn. Đấy. Ok, và chúng ta hãy cùng cảm nhận nhá. Đấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kéo cái rèm này này, mình sẽ kéo cái rèm để cho ánh sáng phòng nó tối hẳn đi nào. Đây, đây là khi ánh sáng tối hẳn đi. Đấy, ánh sáng tối hẳn đi thì mình sẽ đứng ở giữa này cho nó dễ. Thì chúng ta có thể thấy là nó cũng sẽ chia làm ba cái khoảng. Đấy. Ba khoảng thì cái vùng bầu trời khi mà kéo hết rèm đi thì vùng bầu trời của cái thằng tường trắng thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ sáng nhất. Đấy, nó cái phần vùng sáng của nó sẽ sáng nhất. Thằng ở giữa thì nó trung tính hơn, thằng ngoài này thì nó sẽ hút nhiều ánh sáng nhất, thằng màu đen này này. Thì cái phần vùng sáng, phần ánh sáng nó sẽ bị hút nhiều nhất. Còn phần vùng tối thì thằng màu đen này thì nó cũng bị nhân mất quá nhiều chi tiết, có lẽ do cái máy này độ sáng nó không được cao nên nó sẽ bị mất quá nhiều chi tiết. Nên là với cái máy tầm 900 ANSI hoặc là lên đến tầm 1500 ANSI thì anh em không nên sơn màu đậm này nhá. Sơn màu đậm này nó bị mất chi tiết đi nhiều lắm, nó bị hút đi nhiều lắm. Còn thằng màu giữa, màu ghi này thì đây, anh em cùng cảm nhận nhá. Cái phần vùng tối, cái phần cây cỏ ấy, cái phần cây cỏ phần vùng tối ấy, thì cái thằng nền trắng này khi mà hạn chế hết ánh điện đi, phần nền trắng nó rõ nhất này, nó lên được nhiều chi tiết nhất.
xem mình zoom lại. Đấy. Đây ngôi nhà, ngôi cửa thì cái thằng tường trắng nó sẽ lên được nhiều cái chi tiết nhất khi mà chúng ta tắt điện đi. Đây. Đấy. Ok, đây là với một con máy 900 ansilumen. Một con máy 900 ansilumen, nếu mà để mà cân bằng nói chung là chúng ta muốn xem được vùng sáng, vùng tối và cân bằng các cái chi tiết xem nó lên nó hài hòa thì chúng ta có thể dùng tường trắng hoặc là tường ghi xám nhạt anh em nhé. Tường ghi xám nhạt thì nó sẽ lên các chi tiết nó sẽ lên được ổn hơn. Nó sẽ lên được ổn hơn. Đây, đây là khi mà bật các cái phần màu khác nhau nữa. Mình sẽ bật thêm một cái này nữa nhé. Đây là khi mà test ở trong cái phần ở trong cái môi trường tối. Rồi, bây giờ em kéo cái rèm lên dần dần giúp anh. Đây, mình sẽ dừng một cái khung hình lại. Mình sẽ dừng một cái khung hình lại. Đây là khi có ánh sáng tràn dần vào phòng này. Đây, ánh sáng tràn dần vào phòng này. Đấy. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang một con máy có độ sáng cao hơn nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển sang con máy có độ sáng cao hơn. Con này là NewH3S 2004 ansilumen. Đấy. Và bây giờ là phòng đang bật nhiều đèn sáng. Đây, chúng ta cũng xem các cái chi tiết. Ở đây thì mình cũng có nói như lúc nãy thì chúng ta sẽ có các chi tiết bên trên là chi tiết bầu trời, mây miếc là vùng sáng, vùng highlight. Các cái ngôi nhà, cây cối là vùng shadow là phần giữa. Đây, và chúng ta có thể thấy là cái nền tường trắng ấy nó có cái độ sáng cao nhất. Cái này cũng dễ hiểu thôi, vì các cái nền màu tối hơn thì nó sẽ hút bớt cái phần ánh sáng đi, hút bớt phần highlight đi. Và nó sẽ đẩy cái phần shadow là phần màu đen lên. Đây là khi mà bật đèn sáng. Thì ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái ở giữa ấy, cái phần ghi xám ở giữa thì cái phần bầu trời, nhưng bầu trời nó sẽ giữ lại được nhiều cái chi tiết của phần bầu trời hơn. Bên này thì khi mà bật điện thì do là con này độ sáng cao là trên 2000 ansilumen nên là khi mà ánh sáng ngoài trời nó áp vào thì nó cũng không bị mất đi quá nhiều giống như con 900 ansi kia. Ui, mình bật thêm cái đèn trần nữa. Đấy thì nó bắt đầu nó bị mất nhiều. Đây là bật thêm hai cái bóng đèn trần trên nữa. Thì cái phần bầu trời của cái thằng tường trắng này thì nó sẽ bị mất đi nhiều hơn. Tắt bớt đi. Đấy. Rồi. Bây giờ kéo giúp anh cái rèm xuống nhé. Bây giờ mình sẽ cho phòng nó tối hẳn đi. Đây. Đây là khi mà phòng tối hẳn, độ sáng chênh lệch rất nhiều. Đây. Anh em cùng cảm nhận nhé. Mình sẽ quay gần hơn đến các cái ngôi nhà. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là càng cái phần màu đậm, màu đen thì cái màu đen thì nó sẽ giúp tăng cường màu đen mà. Nhìn nó sẽ sâu hơn được một chút. Thì khi mà xem ở trong cái môi trường ít ánh sáng như này thì cái phần màu giữa phần tường ở giữa, phần tường ghi xám thì mình thấy là xem nó sẽ thích nhất, nó sẽ hài hòa giữa sáng tối, chi tiết nó cũng lên được nhiều, bớt chói đi. Loa này to, giảm bớt loa đi. Đây là khi đang chạy video nhé. Nếu như mà anh em gọi là dùng tường thì với những cái máy mà khoảng tầm độ sáng cao như này thì anh em có thể là sơn tường màu ghi xám nhạt như kiểu này thì mình thấy nó cũng khá ổn đấy. Bây giờ kéo rèm lên một lần nữa nào. Kiếm cái video như này thì anh em sẽ có một cái nhìn thực tế về cái việc là chúng ta sẽ chọn tường sơn màu gì. Đấy.
cho nó phù hợp nha anh em nhé. Thì mỗi người là sẽ có một cái sự lựa chọn khác nhau. Mình chỉ làm một cái thử nghiệm nhỏ nhỏ cho chúng ta thôi, để chúng ta thấy được cái sự khác nhau thôi. Cái video huyền thoại của anh em test máy chiếu là video Costa Rica. Huyền thoại luôn. Mình sẽ quay thêm cho chúng ta xem một chút nữa.